Thầy chào các em. Hôm nay thầy sửa bài tập của bài số 12 là chia đa thức một biến đã sắp xếp. Tiết học hôm nay thầy chỉ sửa bài 67, đó là phép chia hai đa thức. Nội dung của bài học hôm nay là các em phải nắm được để chia hai đa thức cùng một biến thì trước hết các em phải sắp xếp chúng theo lũy thừa giãn dần. Sau đó, các em lập một phép chia như tiết trước thầy đã dạy cho các em. Trong quá trình tính toán, các em cần tính kỹ. Và cuối cùng là các em viết lại cái phép chia đó. Bây giờ, thầy vào sửa bài tập số 67. Bài tập số 67 như sau. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giãn dần của biến rồi làm phép chia. Câu A, đa thức x mũ 3 trừ 7x cộng 3 trừ x bình phương chia cho đa thức x trừ 3. Các em thấy đa thức bị chia, sắp xếp có số mũ chưa giảm dần. Cho nên chúng ta phải sắp xếp chúng lại theo số mũ giảm dần từ bậc 3 đến bậc 2 đến bậc nhất và đến số hàng tự do. Bây giờ thầy sắp xếp xong, rồi thầy thực hiện phép chia luôn. X mũ 3 trừ x bình phương trừ 7x cộng với 3. Chúng ta thực hiện phép chia cho x trừ 3. Trước hết, thầy nhắc lại, muốn chia hai đa thức thì chúng ta phải sắp xếp đa thức này theo lũy thừa giãn dần từ bậc 3 đến bậc 2 đến bậc nhất đến tự do. Và đa thức chia, chúng ta cũng sắp xếp như vậy. Ở đây đa thức chia là đa thức bậc nhất. Để làm phép chia thì các em chia hàng tử có bậc cao nhất ở đa thức bị chia thì chia cho x. Bây giờ chúng ta làm phép chia, thầy không viết cẩn thận nữa mà chúng ta phải làm nhanh. X mũ 3 chia cho x, kết quả được x bình phương. X bình phương các em nhân với x được kết quả là x mũ 3. Tiếp tục, x bình phương nhân với âm 3 thì bằng âm 3x bình phương. Chúng ta thực hiện phép trừ. Kết quả của phép trừ này có nghĩa là đa thức bị chia ở trên này này trừ cho cái đa thức x mũ 3 trừ cho 3x bình. Nghĩa là trừ thứ tự các hàng tử ở trên cho hàng tử ở dưới tương ứng. Còn hàng tử nào không có thì chúng ta sao chép lại. X mũ 3 trừ x mũ 3 bằng 0. Trừ x bình phương mà trừ cho âm 3x bình phương là bằng 3x bình phương trừ x bình phương thì bằng 2x bình phương. Hàng tử tự do và âm 7x chúng ta hạ xuống âm 7x cộng với 3. Ở đây là đa thức dư lần thứ nhất, bậc của đa thức này lớn hơn bậc của đa thức chia. Do đó, chúng ta tiếp tục chia 2x bình phương. Thầy đánh dấu đó để các em làm quen. 2 bình phương chia cho x thì được kết quả là bằng 2x cộng 2x. 2x nhân với x thì bằng 2x bình phương. 2x nhân với âm 3 bằng âm 6x. Trừ. Chúng ta được hiệu của hai đa thức này là đa thức dư lần thứ hai. 2x bình phương trừ 2x bình phương bằng 0.
âm 7x trừ cho của âm 6x thì kết quả là bằng âm 7x cộng với 6x thì bằng âm x. Hàng tự tự do này chúng ta hạ xuống cộng 3. Trong đa thức dư lần thứ hai này, bậc là bậc 1, đa thức chia cũng có bậc 1, tiếp tục chúng ta chia tiếp. Âm x chia cho x là bằng âm 1. Âm 1 nhân x thì bằng âm x. Âm 1 nhân âm 3 là bằng dương 3. Trừ hai đa thức này, chúng ta thấy hai đa thức âm x cộng 3 và âm x cộng 3 là bằng nhau, cho nên phép trừ này thì kết quả bằng 0. Như vậy đây là một phép chia hết. Vậy chúng ta viết lại cái phép chia này là x mũ 3 trừ 7x cộng 3 trừ x bình phương, tất cả chia cho x trừ 3 được thương là x bình phương cộng 2x trừ 1. Vậy chúng ta có kết quả x mũ 3 trừ x bình phương trừ 7x cộng với 3 bằng x trừ 3 tất cả nhân với x bình phương cộng 2x trừ 1. Và đây cũng là đáp số của bài toán. Như vậy trong quá trình thực hiện phép chia thì các em hay nhầm lẫn ở phép trừ, đa thức bị trừ cho đa thức trừ này. Tức là các em phải trừ theo thứ tự. Trừ theo thứ tự. Phép trừ này là đại diện để trừ các cái hàng tử mà chúng ta đã viết theo bậc. Bây giờ thầy sang sửa câu B. Các em thấy đa thức bị chia bậc 4, bậc 3, bậc 2, rồi chúng ta xếp lại bậc nhất rồi đến hàng tử tự do. Vậy chúng ta xếp lại đa thức này theo biến với số mũ giảm dần. 2x mũ 4 trừ 3x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 6x trừ 2. Bắt đầu chúng ta chia cho x bình phương trừ 2. Như vậy chúng ta viết bậc của đa thức bị chia và bậc của đa thức chia theo thứ tự giảm dần. Vậy chúng ta bắt đầu chia như sau. 2x mũ 4 mà chia x bình phương thì kết quả sẽ bằng 2x bình phương. 2x bình phương nhân với x bình phương sẽ bằng 2x mũ 4. Tiếp tục, 2x bình phương nhân với âm 2 bằng âm 4x bình phương. Âm 4x bình phương chúng ta viết theo hàng tử có chữ x bình phương. Vậy ở đây chúng ta thêm là cộng với 0x mũ 3. Đa thức dư lần thứ nhất trừ 2x mũ 4 trừ 2x mũ 4 bằng 0. Âm 3x mũ 3 trừ 0x mũ 3 bằng âm 3x mũ 3. Âm 3x bình phương mà trừ cho âm của 4x bình phương thì bằng dương 4x bình phương trừ 3x bình phương. Kết quả bằng x bình phương. 6x chúng ta hạ xuống
âm 2 chúng ta hạ xuống. Như vậy là đây là đa thức dư. Lần thứ nhất đã viết theo thứ tự các số mũi giảm dần. Tiếp tục chúng ta chia tiếp, bậc của đa thức bị chia là bằng 3, lớn hơn bậc của đa thức chia là bằng 2. Cho nên chúng ta tiếp tục chia. Âm 3 x mũ 3 chia cho x bình phương, kết quả bằng âm 3 x. Âm 3 x nhân với x bình phương sẽ bằng âm 3 x mũ 3. Tiếp tục, âm 3 x nhân với âm 2 bằng dương 6 x. Chúng ta viết thẳng với hàng tử 6x. Ở đây không có hàng tử x bình phương, chúng ta thêm vào cộng 0x bình phương. Trừ, phép trừ này cho ta đa thức dư lần thứ hai. Âm 3x mũ 3 trừ âm 3x mũ 3 bằng 0. X bình phương trừ 0x bình phương, kết quả bằng x bình phương. 6x trừ 6x bằng 0, cộng với 0x trừ cho 2, hạ xuống. Tiếp tục, bậc của đa thức dư lần thứ hai là bậc 2, cùng bậc với đa thức chia, cho nên chúng ta chia tiếp. X bình phương chia x bình phương bằng 1. Tiếp tục, 1 nhân với x bình phương bằng x bình phương. 1 nhân âm 2 thì bằng âm 2. Đây là cộng với 0x. Các em thấy rằng phép trừ hai đa thức giống nhau thì kết quả bằng 0. Vậy đây là một phép chia hết hai đa thức cho nhau. Vậy cuối cùng chúng ta viết lại kết quả của phép chia như sau: 2x mũ 4 trừ 3x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 6x trừ 2 sẽ bằng x bình phương trừ 2 tất cả nhân với đa thức thương này. Vậy 2x mũ 4 trừ 3x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng với 6x trừ cho 2 thì sẽ bằng x bình phương trừ 2 tất cả nhân với 2x bình phương trừ 3x cộng 1. Như vậy là chúng ta kết thúc lời giải của bài toán. Như vậy qua bài tập này, thầy luyện tập cho các em kỹ năng thực hiện phép chia một đa thức cho một đa thức. Và sau khi thực hiện bài 67 thì chúng ta thấy rằng là phép chia hai đa thức là một phép chia hết, tức là đa thức dư bằng 0. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em theo dõi video này.